Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin lộ đường dây lừa đảo của một chùm tay sai ban tuyên giáo. Vụ việc bắt đầu từ tối ngày 7 tháng 8 từ chủ tài khoản Facebook Trần Khoa. Tài khoản này được trang Facebook cá nhân của ông phó tổng biên tập báo Pháp Luật nói rằng đó là bác sĩ sản khoa. Người này đã chia sẻ quyết định nhường đi chiếc máy thở của ba mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần. Trước đó người dân không biết bác sĩ này là ai. Tuy nhiên qua trang Facebook hàng ngàn link của ông này thì câu chuyện chuyển đi nhanh chóng mặt. Câu chuyện ấy đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người và trong đó có những người cũng đã công bố hỗ trợ máy thở cho vị bác sĩ này. Điều đáng ngạc nhiên là trong bài viết không hề cho biết ông bác sĩ khoa này công tác ở bệnh viện nào cả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Hiển là người đầu tiên phát tán chuyện hư cấu sau khi bị lật tẩy đã rút bài và xin lỗi. Câu chuyện kể rằng người bác sĩ tên là Khoa này đã rút ống thở của mẹ ruột để cứu sản phụ song sinh và sau đó sản phụ đã sinh được đôi thành công. Sau khi đăng tải, hầu hết cộng đồng mạng đều bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước hành động của bác sĩ Khoa, đặc biệt là để minh họa cho câu chuyện trên. Trên mạng còn xuất hiện nhiều đoạn tin nhắn nội bộ kèm theo hình ảnh hai bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật cứu sống. Cộng đồng mạng vì cả tin mà đã bỏ qua tất cả chi tiết không hợp lý trong bài viết. Tuy nhiên trên mạng xã hội cũng có người rất tỉnh táo. Không đầy 8 giờ sau, sự thật đã được phanh phui. Đây là tin bịa đặt. Đến sáng ngày 8 tháng 8, tất cả thông tin mà bác sĩ Khoa đăng tải trên trang Facebook cá nhân đều bị xóa. Các tài khoản khác được cho là có liên quan đến bác sĩ này cũng đều xóa thông tin sự việc. Mạng xã hội đã bùng phát mạnh tin tức khiến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phải vào cuộc cho điều tra. Sau khi kiểm tra, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có đủ cơ sở khẳng định thông tin lan truyền về trường hợp một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu. Kết luận trên được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra sau khi rà soát lại tại các bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc bài đăng để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi bị vạch mặt, chính quyền đã vào cuộc. Theo báo chí Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết, vụ sự việc được thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt chủ tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Giao thông và Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã làm việc với hai chủ tài khoản Facebook đăng thông tin về bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ. Đây là thông tin không hề đúng sự thật, được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua. Đây là hình ảnh Hoàng Nguyên Vũ tung tin bịa đặt dẫn dắt dư luận. Hành động của ông Nguyễn Đức Hiển và ông Hoàng Nguyên Vũ là rất nguy hiểm. Luật pháp không cho phép một ai được rút ống thở để kết liễu sinh mạng của một bệnh nhân đang thở máy. Ngay cả người đã chết não cũng phải có hội đồng chuyên môn xem xét đánh giá trên nhiều phương diện, mặc cho người nhà mong muốn chấm dứt sớm để không còn đầy đọa thể xác. Như vậy là việc làm của hai ông nhà báo Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Minh Nguyên Vũ đã tiếp tay cổ vũ cho hành động sát nhân của bác sĩ. Điều này quả thật rất nguy hiểm. Là một con người gây ảnh hưởng cho xã hội qua từng status đăng tải mà thực hiện hành động này thì không biết sự ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội nguy hiểm như thế nào nếu không bị phanh phui. Hai chủ tài khoản này chống chế rằng họ muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của các bác sĩ, nhưng do thiếu kiểm chứng thấu đáo nguồn tin nên đã vội vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook Trần Khoa. Những ông nhà báo lâu năm thì cái đầu đã có sạn, không thể nói là bị sai lầm sơ đẳng như vậy trong một status được. Họ cả tin đến mức như đứa trẻ như vậy hay sao? Câu hỏi cũng đặt ra. Ông Nguyễn Đức Thọ, thanh tra sở cho biết, sở đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hai chủ tài khoản của trang Facebook Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo điều A, điều 1, điểm 101, nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Qua sự việc diễn ra thì cộng đồng mạng cho rằng thực hiện hành động tung tin giả mạo đã được thực hiện rất công phu.
Thực tế, cộng đồng mạng đã phanh phui lấy hình ảnh thật của bé sơ sinh đều là của bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã bị gắn ghép vào một nội dung không có thật. Hai hình ảnh trẻ sơ sinh được các đồng nghiệp chụp sau ca mổ do bác sĩ Thịnh thực hiện tại Bệnh viện An Sinh thời gian gần đây. Khi biết sự việc, bác sĩ Cao Đức Thịnh đã nói rằng việc lấy hình ảnh bé sơ sinh để lồng ghép vào chuyện chết chóc là điều rất không nên, vô đạo đức và ảnh hưởng đến bé và gia đình của bé. Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sự việc nêu trên là hư cấu, bịa đặt, làm ảnh hưởng đến tâm lý của cuộc chiến chống dịch COVID-19 vốn đang rất căng thẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế không có vụ việc một bác sĩ đang điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tự ý rút ống thở sản phụ sắp sinh tại bất kỳ cơ sở y tế nào trên địa bàn. Luật pháp quy định hiện hành nhân viên y tế hoặc người thân không được phép tự ý rút ống thở bệnh nhân khi đang điều trị cho dù bất kỳ lý do nào. Kể cả việc quyết định rút ống thở cho bệnh nhân đang điều trị thở máy trong trường hợp cai máy thở cũng phải được đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, theo y lệnh của người có trách nhiệm, trong một số trường hợp phải thông qua hội đồng chuyên môn quyết định. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Hiển đã tung cả đoạn chất hư cấu của bác sĩ. Ngay cả bác sĩ tên Khoa cũng là nhân vật hư cấu nốt. Có tung tin ra cho một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Chợ Giấy, nhưng thực chất Khoa là hư cấu, không có thật. Ảnh này chỉ là lấy ảnh của một hình bác sĩ ở Singapore. Câu chuyện đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người, thậm chí buộc nhiều người phải cúi đầu xuống để cảm tạ, thì té ra là một hành động giả tạo như thế. Câu chuyện về hư cấu, về hành động bác sĩ Khoa đã được phát tán bởi những cây bút làm cho ngành báo chí của chính quyền Đảng Cộng sản. Những nhân vật này được gọi là các close, có khả năng dẫn dắt dư luận. Đây là hành động có tính toán chứ không phải là một sai lầm nào cả. Và câu hỏi đặt ra là mục đích của việc dựng chuyện này để làm gì? Thực tế là câu chuyện rút ống thở này đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người bởi những người cố tình tung hình ảnh này biết đánh giá sự hiểu biết của người Việt Nam và dựa vào đó để dắt mũi họ. Một câu chuyện hư cấu vừa trái pháp luật đó là hành vi rút ống thở, tức là phạm tội giết người theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, vừa trái luân thường đạo lý vì người bị rút ống thở là mẹ của mình mà được chia sẻ lan rộng trên mạng xã hội một cách rất tự nhiên. Chứng tỏ người viết bài này có tâm ý rất ác và họ cũng biết người dân Việt Nam nhẹ dạ cả tin. Đa số là những bình phẩm cảm phục anh chàng bác sĩ này, họ chia sẻ như đó là một việc làm anh hùng và đáng ca ngợi. Họ thả những bình luận có cánh, chỉ thiếu điều đòi dựng tượng đài cho bác sĩ Khoa nữa mà thôi. Đây là hình ảnh gốc của bác sĩ ở Singapore và hình ảnh bác sĩ hư cấu. Những người dựng nên câu chuyện hư cấu này rất đáng sợ. Trong đó không loại trừ khả năng họ dựng câu chuyện lên để trục lợi. Bởi vì một khi cả xã hội cảm động thì rất dễ quyên góp được sự đóng góp của cộng đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán vì mục đích của những kẻ dựng chuyện kia không thành. Dư luận cũng cho rằng không ai ở không mà tự nhiên lại dựng một câu chuyện công phu đến như thế, mà những người tiếp tay cho câu chuyện này là những con người có thể tạo ra định hướng cho xã hội. Tất cả những nhân vật này hiện nay đều chối bay, chối biến về những việc làm gian trá của họ. Và người dân Việt Nam rất cảm tính, họ khó, ít người có thể suy luận được logic mà chỉ lao theo những trào lưu một cách cảm tính. Đây là đặc tính rất dễ bị những kẻ gian lợi dụng, trục lợi, đặc biệt là bị đá báo và đài của Đảng Cộng sản Việt Nam dắt mũi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 8 năm 2021 với bản tin lộ đường dây lừa đảo của một chùm tay sai ban tuyên giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.